Anh em đi câu cá, hiện giờ hai anh em thấy vừa ra mình đã đến ngoài đường rồi. Đây một lúc nữa mình sẽ thổ qua lại cho mọi người xem. Hai anh em mình đã đến hồ câu cá rồi. Hồ treo ở ngay gần đường cao tốc. Anh em mình kết thúc video tại đây nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình và giúp chia sẻ cho một like mình nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.